Rằm tháng 7 hàng năm, rất nhiều gia đình sẽ làm lễ cúng cô hồn. Tuy nhiên hiện nay vẫn còn có những tập tục khiến nhiều người băn khoăn. Cụ thể là việc giật đầu cúng sau lễ cúng cô hồn ở một vài địa phương. Mới đây, cô hồn sống bê con heo quay, hớt hải bỏ chạy. Nhưng gia chủ có tâm vẫn cầm bịch ni lông gọi với theo, nước chấm này heo ơi. Trên mạng xã hội chia sẻ đoạn clip ghi lại hình ảnh một gia chủ chuẩn bị mâm cúng cô hồn ngay trước cửa nhà. Tuy nhiên, để tránh việc cô hồn sống lao vào giật đầu cúng tới tấp, nên gia chủ đã đóng cổng, đốt nhang thắp hương hướng vái, ngay sau đó mới mở cổng, ném tiền ngay trước cửa. Sau khi vơ tiền gia chủ tung ra, một thanh niên đã nhanh tay bê nguyên chú heo, hớt hải bỏ chạy để tránh bị tranh cướp mất. Dù bị bê mất chú heo quay, nhưng gia chủ vẫn rất vui vẻ, không hề khó chịu. Thậm chí, một người đàn ông còn xách theo bịch nước chấm đi ra cửa gọi với theo, heo ơi nước chấm này. Ngay sau khi cướp chú heo quay, thanh niên đó nhanh chóng cầm hai túi ni lông chạy vào nhà gia chủ. Bịch nước chấm nè heo ơi. Đó, đó là bịch nước chấm, đó là bịch chấm luôn. Đoạn clip trên sau khi được chia sẻ lên mạng xã hội đã khiến nhiều người không khỏi bật cười thích thú. Bởi đối với người Sài Gòn nói riêng và khu vực miền Nam nói chung thì việc cúng cô hồn thì phải có người giật mới hên. Vì vậy, đang cúng mà có người bưng cả mâm đi, gia chủ cũng không nói gì.